Thông ơi xin chào tất cả quý khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Quý vị ơi, đây là một không gian bếp của Hồng Mơ, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, đủ để Hồng Mơ trở về để mà lao vào cái việc mà nấu ăn và hưởng thụ, tự hưởng với bản thân mình xong những cái ngày mệt mỏi. Và bây giờ Hồng Mơ sẽ giới thiệu cho quý vị một cái chỗ mà Hồng Mơ rất là thích, đó là cái tủ lạnh của Hồng Mơ. Nè, bây giờ là Hồng Mơ sẽ giới thiệu cái tủ ngăn đông trước. Quý vị hãy xem Hồng Mơ dự trữ thức ăn gì nha. Thường thì một tuần sẽ đi siêu thị một lần và sẽ mua những cái thức ăn cũng phổ biến như quý vị thấy, đó là Hồng Mơ rất là thích ăn hải sản, nên là lúc nào trong tủ lạnh ngăn đông cũng mua sẵn nè, tôm nè, cá nè, với lại mực để mà dự trữ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một chút xíu thịt heo nè, rồi có thịt bò nữa. Nhưng mà Hồng Mơ sử dụng thịt để cho có thôi, để thay đổi khẩu vị thôi, nhưng mà chứ không ăn thường xuyên. Vì thịt thì thường thường là Mơ kiêng ăn á. 10 ngày thì Hồng Mơ ăn cá, tôm với mực, thì bữa thịt thì Hồng Mơ chỉ ăn một bữa thôi, không có dám ăn nhiều, sợ mập lắm. Sợ mập lắm. Đây, ngăn dưới tủ lạnh đó là phần rau củ quả, một phần ăn mà Hồng Mơ cũng rất là đam mê. Đây là rau nè, Hồng Mơ luôn luôn dự trữ, như là rau muống nè, khoai tây nè, đậu đũa nè, rồi rau cải nè, cà chua và cải tím nữa. Cái này rất là bổ dưỡng, rất là có lợi cho da, ăn rau nhiều thì đẹp da đó. Nói chung là nhiều lắm. Và một cái phần không thể thiếu nữa là trứng. Đây, trứng và sữa đó. Đây là cái tủ lạnh của Hồng Mơ, và chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà cũng ấm lòng lắm. Nhiều khi mình đi xa về rồi mình dự trữ sẵn thì đỡ mất công đi chợ, đỡ mất công ăn hàng ở ngoài, vì Hồng Mơ rất là thích nấu ăn ở nhà. Thế nên là cứ để sẵn như vậy đi, rồi khi mà về đi diễn về hay đi đâu xa về, bạn bè đến chơi, thì Hồng Mơ có đủ những cái thức ăn để mà chiêu đãi mọi người. Trong 24 tiếng thì chắc Hồng Mơ sẽ làm món sushi, rồi mang cá về làm những cái món ăn của Nhật, rồi làm những cái món súp nè, đó, súp bông bóng cá nè, những gì liên quan tới hải sản là Hồng Mơ sẽ làm. Ngày xưa thì ở chung với một người bạn, thì khi mà Hồng Mơ nấu đồ ăn á, thì lúc nào nấu cho người đó ăn thì lúc nào người ta cũng khen hết, và nói với Hồng Mơ là nếu mà Hồng Mơ không đi hát nữa thì có thể mở một cái tiệm cơm nho nhỏ để bán những cái món ăn mà Hồng Mơ do chính Hồng Mơ nấu, vì những cái món ăn này rất là hợp khẩu vị với mọi người. Cá kho tộ nè, rồi làm những cái món giống như là tôm rim, rất là vừa ăn. Thành ra là khi mà bạn bè đến nhà chơi, Hồng Mơ có dịp mà nấu cho các bạn ăn, thì lúc nào nồi cơm phải nấu thêm 2 nồi nữa. Mẹ Mơ là người Quảng Ninh nên thường hay là có món rươi. Lúc đó thì Hồng Mơ có dịp ra Bắc thì mẹ đã cho nấu cho Hồng Mơ ăn cái món rươi rất là ngon, và tới tận bây giờ Hồng Mơ không thể nào mà quên được cái món đó. Món này rất là đặc biệt tại vì ở ngoài Bắc mới có.